Quá khổ với chiếc đầu lép của mình, cô gái nghĩ ra cách làm phòng khiến ai cũng nể phục. Theo đó, trong đoạn video là một cô gái sở hữu mái tóc bồng bềnh. Tưởng chừng đằng sau mái tóc đó sẽ là một chiếc đầu dáng tròn mà bao cô gái hằng mơ ước. Thế nhưng đến lúc cô tháo chiếc thun buộc tóc ra, một vật dần dần lõa thể khiến ai cũng há hốc mồm như không tin vào mắt mình. Cụ thể, bởi vì đối lập với hình ảnh ban đầu thì cô gái lại sở hữu một chiếc đầu lép. Quá khổ sở khi mỗi lần cột tóc lại bị lộ ra khuyết điểm, cô gái nhanh trí lấy nửa vỏ bưởi còn nguyên rồi úp lên đầu. Như thế sẽ tạo ra được hiệu ứng giả mà trời không biết, quỷ cũng không hay. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã làm dân tình như được mở mang tầm mắt. Bên cạnh đó cũng có những người bật cười nể phục trước cái mẹo hay này. Bên dưới là một số bình luận: lâu nay thấy ai cũng cột tóc phồng đẹp đẹp, tôi cũng ngưỡng mộ, thì ra là tôi đã bị lừa. Khó thế mà cũng nghĩ ra được, đúng là không có gì làm khó được hội chị em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.